Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục với cái content review cầu thủ và nhân vật chính trong video ngày hôm nay sẽ là một cầu thủ đến từ sự kiện UCL. Đây cũng là idol của mình trong làng bóng đá này mà, Lionel Messi với overall 103 và vị trí là ST. Với cái quả thẻ khá là đặc biệt ở cái lần trở lại này, vị trí là ST, một vị trí cũng khá là lạ trong màu áo của PSG này mà. Đây là cái quả thẻ ST đầu tiên của Messi trong màu áo PSG nha. Trước đó thì cầu thủ này đã xuất hiện vài thẻ trong cái vị trí là tiền đạo cánh phải. Bây giờ thì mình sẽ xếp vị trí của Lionel Messi vào vị trí của cầu thủ Mirola Plo này. Cũng sẽ chuyển cái mốc rank của cầu thủ huyền thoại người Đức vào cho vị trí của Lionel Messi. Vì cái kế hoạch của mình là sau cái video review Lionel Messi này sẽ có một cái squad builder về câu lạc bộ PSG khá là đặc biệt. Anh em nhớ đăng ký kênh để chờ đợi xem những cái video tiếp theo trên kênh của mình nha. Bây giờ thì sẽ chuyển cái mốc rank của cầu thủ này qua cái mốc rank 25 chuyển cho Lionel Messi, cho được cái overall cao nhất, và mình cũng sẽ up cái mốc skill boost của cầu thủ này lên tối đa nhất có thể để có được một bộ chỉ số tốt nhất cho cái bài review ngày hôm nay, vị trí ST của Lionel Messi và với cái skill boost finishing. Bây giờ thì anh em mình cùng xem qua bộ chỉ số chi tiết của huyền thoại đến từ Argentina này. Và quả thẻ lăng này của Lionel Messi thì không còn điểm gì để chê cả anh em ạ, tựa như là một viên pha lê vậy. Ở cái phiên bản quả thẻ này thì Lionel Messi với cái skill boost là finishing này, bộ chỉ số thì khá là đẹp này, bay 139, shooting là 157, passing là 125, hai chân là 55 này, agility 153, stamina chỉ là 8 cục và skill move là 5/5 sao nha. Bộ chỉ số chi tiết của cầu thủ này thì nhìn khá là khủng này, với cái skill boost finishing này sẽ boost cho cái chỉ số dứt điểm được tốt hơn này, cũng như là lực sút này, chọn vị trí này, dribbling và balance là những chỉ số được boost cho cái skill boost finishing này. Chỉ số cuối cùng là chỉ số chạy bứt tốc anh em ạ. Với những cái chỉ số còn lại như là sút xa này, cửa lòng, tầm nhìn và chỉ số ball control cũng khá là cao, reaction là 116 cộng 14. Về bộ chỉ số sức mạnh và bật nhảy và đánh đầu cũng cải thiện khá là ổn anh em ạ, với cái overall 108 này. Và thể hình của M30 thì vẫn như vậy thôi nè, cao 1m7 nè, với cái skill move sẽ là rainbow. Và có được 5 skill ẩn này, những cái skill như là finish shot này, long shot này, playmaker, outside foot shot và cái one love player. Hiện tại thì cái skill ẩn này mình vẫn không biết là one love player là như thế nào nữa anh em ạ. Chơi cho một câu lạc bộ nhưng hiện tại thì PSG là câu lạc bộ thứ hai của Lionel Messi rồi. Và với cái quật Red Salah 2 và Medium, về tổng chỉ số sức mạnh là Francisco là 101 cũng khá là ấn tượng anh em ạ. Agility 153 rất là cao cho cái quả thẻ này của Lionel Messi. Không biết là ở cái quả thẻ này với cái stamina 8 cột thì Lionel Messi ở vị trí ST có thể gánh được team trong những cái chế độ head to head hay là không. Anh em mình cùng xem hết cái video review ngày hôm nay nha. Tiếp theo thì mình sẽ tới cái phần set visit, cũng sẽ xếp những vị trí ưu tiên dành cho cầu thủ Lionel Messi. Tấm bằng đội trưởng này, sút penalty cùng với đó là hai tình huống đá phạt ngắn và phạt dài. Và sau khi cài đặt xong cái phần set visit đó thì mình sẽ tới cái phần cài đặt cuối cùng. Đó là sẽ chọn logo câu lạc bộ PSG cùng với đó là cái màu áo của câu lạc bộ này. Trong cái phần cài đặt này thì mình có chỉnh luôn chế độ đổi sân sau mỗi hiệp đấu. Nếu mà anh em quan tâm thì nhớ chú ý cái phần này giúp mình. Và trước khi bước vào hai trận đá head to head cùng với một trận đấu với Atlas để cùng mình trải nghiệm và review cái phiên bản Lionel Messi vị trí ST này thì anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video ủng hộ giúp mình nha. Anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì cứ nhắn với mình qua cái số Zalo đang xuất hiện trên video của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình. Đây sẽ là một cái bài review tâm huyết của mình vì đây là idol của mình, Lionel Messi, vị trí ST và cái overall 103. Trước đó thì mình cũng đã từng làm review trong cái vị trí tiền đạo cánh phải rồi. Không biết trong vị trí ST ngày hôm nay thì Lionel Messi sẽ thể hiện như thế nào. Và cầu thủ người Argentina này là một cái phiên bản mà tất cả những anh em cài chay đều có thể nhận được. Đó là lý do vì sao cái giá trị của Lionel Messi ngoài chợ hiện tại khá là rẻ, đâu đó khoảng chừng 18 triệu coin thôi. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào cái trận đấu đầu tiên nha. Anh bạn với cái tên là Juventus và đang dùng logo của câu lạc bộ Manchester United này nè. Đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn sẽ rất là khó khăn dành cho cầu thủ Lionel Messi. Bây giờ thì trận đấu chính thức được bắt đầu. Đối thủ sẽ có giành quyền giao bóng trước và sẽ thi đấu trong màu áo sân nhà của câu lạc bộ Manchester United. Đây rồi, bóng đến vị trí của Ronaldo, một pha chọc khe cho Hazi rất là nhanh nhưng lại không được rồi. Đây là Roberto Carlos, Bosco, bóng đến vị trí của Butragueno không thành công rồi. Ruud Gullit, đây là Roy Keane, khá là nhanh, những pha đập nhã rất là đẹp mắt của đối thủ Ronaldo. Không vượt qua được Cannavaro và đây là cú dứt điểm của Lionel Messi. Và trong đội hình của đối thủ thì có cả Lionel Messi, giống cái phiên bản UCL của mình luôn anh em. Đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để anh em mình có thể chứng kiến được hai phiên bản Lionel Messi trong cả hai đội hình. Bây giờ thì anh em cùng xem là Lionel Messi ở vị trí nào sẽ tỏa sáng hơn trong cái trận đấu ngày hôm nay. Đây rồi, Lionel Messi đối đầu cùng Roy Keane. Vẫn đang là Lionel Messi với những pha móc rainbow và đây là cú dứt điểm ra chân rất là nhanh của Lionel Messi mở tỷ số cho trận đấu lần này.
Lionel Messi ở màu áo PSG đã tỏa sáng rồi nè, một pha xử lý bóng cá nhân rất là tuyệt vời của Lionel Messi. Và với cú dứt điểm này thì thể hiện cái khả năng dứt điểm rất là ấn tượng của cầu thủ người Argentina nè. Dứt điểm rất là chính xác dù ở cái khoảng cách cũng khá là khó, và cú dứt điểm chéo góc của Lionel Messi đã mở tỷ số cho trận đấu này. Khả năng dứt điểm của Lionel Messi thì vẫn vậy thôi nè. Dù ở vị trí tiền đạo cánh phải hay là vị trí tiền đạo cắm gì thì khả năng này vẫn là cái điểm rất là đặc biệt của Lionel Messi. Đây là Ronald Koeman. Bóng đến vị trí của Butragueno, đối đầu cùng Rafael Varane. Đây rồi, một pha phối hợp của Bosco. Butragueno mở bóng cho Lionel Messi. Lại không được rồi. Những pha chuyền bóng không chính như thế này thì chắc chắn không phải là điểm mạnh của Lionel Messi anh em ạ. Đấy rồi, Lionel Messi đã có pha đối đầu cùng Chiellini nhưng lại không thành công. Tiếp tục là Hazi. Bóng lại đến vị trí của Lionel Messi. Những pha xử lý bóng cực kỳ gọn gàng trong chân anh em ạ. Những pha xử lý bóng trong chân trong vòng cấm là điểm mạnh nhất của Lionel Messi, không phải là những tình huống không chiến anh em ạ. Cũng không phải là những tình huống tranh chấp tay đôi với những hàng hậu vệ cao to và đầy sức mạnh. Lionel Messi mạnh về cái khả năng cầm bóng cũng như là dứt điểm nha. Khả năng xử lý bóng cực kỳ khéo léo và tinh tế trong vòng cấm của đối thủ, và đã là cú đúp bàn thắng dành cho Lionel Messi. 30 phút thi đấu của trận đấu lần này thôi nè, một màn ra mắt cũng khá là ấn tượng. Để xem anh bạn sẽ phản ứng như thế nào và Lionel Messi bên phía đội bạn sẽ ra sao trong cái cú đúp bàn thắng của Lionel Messi phiên bản của mình rồi. Đây là Bosco, vẫn đang là tốc độ của Bosco. Sẽ quan sát khả năng di chuyển của Lionel Messi. Butragueno. Đây rồi Bosco, Lionel Messi, cơ hội đây rồi. Đã vượt qua được Chiellini. Cú dứt điểm cuối cùng lại không chiến thắng được thủ thành anh em ạ. Khá là tiếc cho cái cú dứt điểm vừa rồi. Cú dứt điểm cũng bóng đi rất là lực, nhưng đáng tiếc là thủ thành đã có pha phản xạ rất là ấn tượng. Tiếp tục là Bosco. Đây rồi Lionel Messi, không thành công rồi. Rồi Kinh đã có một tình huống cắt bóng rất là quyết đoán. Đây là Ruud Gullit. Tốc độ của Ronaldo. Tiếp tục là một tình huống phối hợp cùng Hazi. Đây rồi, bóng đã không kịp thời gian rồi. Một cơ hội phản công nhưng lại đáng tiếc là không kịp thời gian. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi dừng lại hiệp thi đấu đầu tiên. Lionel Messi trong cái đội hình của mình đã có một màn ra mắt khá là ấn tượng trong hiệp đấu đầu tiên với cú đúp bàn thắng. Nếu mà may mắn hơn thì chắc chắn đã có là cú hat-trick dành cho cầu thủ này rồi anh em ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu cái hiệp thi đấu thứ hai nha. Và vẫn như hiệp thi đấu đầu tiên thôi, mình sẽ dành khá nhiều cơ hội cũng như là dành tất cả bóng dành cho Lionel Messi trong cái bài review của cầu thủ này. Đây là Ruud Gullit, đã có một đường mở bóng lại không thành công. Những pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân này. Đây là Roy Keane. Bóng đến vị trí của Ronaldo. Lionel Messi. Bộ đội Lionel Messi và Ronaldo bên phía đội bạn đang tỏ ra khá là bế tắc này. Và cú dứt điểm vừa rồi của Lionel Messi đã thể hiện lên cái quan điểm đó này. Khá là bế tắc trong cái mặt trận tấn công. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 2-0. Phút thứ 58 của trận đấu, vẫn còn rất là nhiều cơ hội dành cho đối thủ của mình. Đây là Hazi. Bóng lại đến chân của vị trí Lionel Messi. Butragueno. Đây rồi, khá là thoáng. Bosco. Lionel Messi. Và bóng cuối cùng lại không vượt qua được Chiellini nữa. Lionel Messi với cái vị trí ST này và với cái hình chỉ là 1m7 chắc chắn là cái điểm yếu chí tử dành cho Lionel Messi nữa. Không có cái khả năng càng lướt cũng như là tranh chấp tốt với những hậu vệ cao to kiểu như là Chiellini rồi. Và tiếp tục là một cú dứt điểm không thành công của đối thủ. Sẽ có một tình huống đá phạt góc. Và đây là một cơ hội để treo bóng vào bên trong. Không biết sẽ nhắm tới vị trí nào đây. Andre Pirlo là người treo bóng, lại không thành công rồi. Bóng lại đến vị trí của Butragueno. Một cơ hội phản công đây rồi. Roberto Carlos phối hợp cùng Emmanuel Petit. Tình huống mở bóng cho Lionel Messi, lại không thành công rồi. Tiếp tục là một tình huống cướp bóng và triển khai tấn công của đối thủ. Ronaldo phối hợp cùng Ruud Gullit. Cơ hội đây rồi, Lionel Messi. Một pha xử lý bóng khá là mất tập trung của Lionel Messi này. Một tình huống chuyền bóng không dành cho một ai cả. Đây là Bosco. Bóng lại đến vị trí của Butragueno. Lionel Messi. Thể lực của Lionel Messi đã giảm đi rất là nhiều rồi. Phút thứ 80 của trận đấu này. Đây là Bosco. Mặc dù đây là những phút cuối của trận đấu rồi, nhưng mà Lionel Messi đang chạy cũng khá là nhiệt trên sân. Mình cảm nhận được rõ ràng là sức mạnh của Lionel Messi đã cải thiện rất là tốt ở vị trí ST này, khác hẳn với vị trí tiền đạo cánh phải này. Đây đã là những phút cuối của trận đấu rồi. Đây là Roy Keane. Lionel Messi không vượt qua được Ronald Koeman, rất là khó. Ruud Gullit sẽ có một tình huống ném biên. Thể lực của Lionel Messi đã giảm thấp hơn những cầu thủ đồng đội trên sân này. Đây là Bosco. Butragueno mặc dù được cải thiện cái sức mạnh được tốt hơn, nhưng mà chắc chắn là Lionel Messi vẫn là một cầu thủ không quá mạnh về cái khả năng tranh chấp này. Vẫn đang là Lionel Messi, cơ hội đây rồi. Và vừa rồi là cái pha tranh chấp, anh em có thể thấy được là sức mạnh của Lionel Messi không thể nào càng lướt, cũng như là rất khó để có thể vượt qua được những trung vệ cao to. Cầu thủ này sẽ mạnh hơn cái khoảng thời gian đầu, là lúc đó thể lực sẽ còn rất là tốt, cũng như là những pha xử lý bóng sẽ được tốt hơn.
Theo mình cảm nhận thì nếu để sử dụng tốt nhất cái phiên bản Lionel Messi VGST này thì anh em sẽ sử dụng ở cái phút khoảng 60 của trận đấu hoặc là từ phút 60 trở về sau. Đó là những khoảng thời gian tuyệt vời nhất để có thể trải nghiệm phiên bản Lionel Messi này với những cái khả năng xử lý bóng mượt mà trong chân, với những cú dứt điểm cực kỳ uy lực của cầu thủ người Argentina. Đó là khoảng thời gian khá là đẹp để anh em có thể trải nghiệm tất cả những skill cũng như là những cái điểm mạnh nhất của cầu thủ Lionel Messi. Còn nếu anh em muốn ép cầu thủ này đá tròn 90 phút thì vẫn được, nhưng mà chắc chắn là cái mặt kết quả đem về sẽ không tốt bằng so với những cái phút mà có sức mạnh tốt hơn cho những cái đoạn đầu cũng như là đoạn cuối vào sân từ ghế dự bị anh em ạ. Đó là cái cảm nhận của mình nha. Vì ở những phút cuối anh em rõ ràng có thể thấy là những pha tranh chấp của Lionel Messi so với những hậu vệ khác là thường đuối hơn rất là nhiều. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào luôn cái trận đấu thứ hai trong bài review Lionel Messi. Trận này thì có cả sự xuất hiện của Fellaini này, cùng với đó là Adama Traoré. Và vị trí đá cao nhất sẽ là Weghorst, một con hàng cỏ cái thể hình rất là cao to. Đây là một cái sơ đồ cũng mạnh về cái khả năng tạt cánh đánh đầu anh em ạ. Để chắc chắn sẽ là một đối thủ sẽ mạnh hơn về cái khả năng chạy cánh cũng như là tạt vào bên trong nhắm tới vị trí của Weghorst. Đây rồi, những pha xử lý bóng, xử lý skill rất là mượt của Lionel Messi ở đầu trận đấu anh em ạ. Đây cũng là những điểm mạnh và đặc trưng nhất của Lionel Messi. Cú dứt điểm cuối cùng lại không chiến thắng được cầu thủ hậu vệ đội bạn rồi. Ở những cái phút đầu kiểu như thế này khi có Lionel Messi trong sân thì anh em mình có thể quậy skill rất là tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà ở những cái đoạn sau thì thể lực của Lionel Messi ảnh hưởng khá là nhiều với những cái pha xử lý bóng cũng như là những pha tranh chấp của cầu thủ người Argentina này. Tiếp tục là một tình huống ném bóng, đây là Rafael Toloi. Bóng đến vị trí của Adama Traoré và đây là tốc độ của Traoré không vượt qua được Roberto Carlos. Chắc chắn là một pha cắm đầu chạy và tạt bóng vào bên trong cho Weghorst rồi. Lionel Messi đã có một tình huống va chạm rồi và sẽ là một tình huống đá phạt dành cho Lionel Messi ở khoảng cách này cũng khá là xa. Không biết là M30 có thực hiện thành công hay là không. Không được rồi. Đã có một tình huống phối hợp phòng ngự khá là hay giữa thủ thành cũng như là một hậu vệ đội bạn nữa. Đây là Emmanuel Petit và treo bóng cho Lionel Messi. Và chắc chắn là khả năng không chiến của Lionel Messi thì thật sự không ấn tượng nữa. Vừa rồi là một pha treo bóng mà mình thực hiện thử cái khả năng bật nhảy của Lionel Messi, nhưng cầu thủ này đã bị lọt thởm giữa hàng hậu vệ rất là cao to. Tiếp tục là một tình huống chạy cánh và không thành công. Lại là một tình huống đá phạt. Và đây sẽ là một cơ hội đá phạt từ giữa sân dành cho đối thủ của mình. Và người thực hiện là Carrasco. Đã có một tình huống chuyền sai vị trí. Và tiếp tục vẫn đang là Carrasco, Weghorst. Một pha xử lý bóng rất là nhanh của Weghorst. Nhưng lại không chiến thắng được sự tập trung của Casillas ở đây. Một pha dứt điểm dấu chân rất là tuyệt vời của Weghorst. Một pha xử lý bóng mà mình vẫn không kịp nhìn thấy cú dứt điểm rất là nhanh. Đây là Adama Traoré, tốc độ của Traoré. Lại không chiến thắng được Roberto Carlos. Rất là khó và anh bạn tập trung vào vị trí tốc độ của hai cánh thôi nè. Rút Kulit và treo bóng đến vị trí của Weghorst. Rất là dễ hiểu cái bài đánh của anh bạn này nè. Tiếp tục là Lionel Messi. Một pha phối hợp của Butragueno. Lại là có một tình huống va chạm rồi nhưng lại không có lỗi. Trong thủ thành sẽ là Unasimon nè. Đây là Rafael Toloi. Adama Traoré vẫn là tốc độ của Traoré nè. Người đang theo kèm là Emnevetit. Roberto Carlos. Khá là khó chịu với tốc độ của Traoré. Cuối cùng thì bóng lại đi hết đường biên rồi. Tiếp tục là một tình huống ném bóng, đây là Bosco. Đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi dừng lại hiệp thi đấu đầu tiên trong trận thi đấu thứ hai. Vẫn chưa có một bàn thắng nào được ghi cả. Cầu thủ Lionel Messi đã có những pha xử lý skill rất là mượt ở đầu trận đấu này, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có bàn mở tỷ số cho trận đấu. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào hiệp thi đấu thứ hai. Đây là tốc độ của Adama Traoré. Vẫn là những tình huống chạy cánh thôi nè. Cái bài đánh rất là dễ nhận biết. Tiếp tục là một tình huống đá phạt. Người thực hiện là Rafael Toloi. Đây rồi, một cơ hội phản công Lionel Messi. Tốc độ của Messi phối hợp cùng Bosco rất là tuyệt vời. 2-2 rất là thoải mái nè. Và đây là pha dắt bóng của Bosco và chắc chắn là được kiến tạo dành cho Lionel Messi rồi. Quá dễ dàng cho cái bàn mở tỷ số này của huyền thoại M30. Một pha xử lý bóng rất là mượt. Khả năng tốc độ của cầu thủ này bứt tốc khá là tốt này, cũng như là cái chỉ số chọn vị trí là những cái điểm đặc trưng dành cho Lionel Messi, bù lại cho cái khả năng thể hình không chiến của cầu thủ này anh em ạ. Cầu thủ này rất mạnh trong cái khả năng chọn vị trí cũng như là bứt tốc anh em. Cầu thủ dứt điểm rất là tốt nữa, đó là những điểm đặc trưng dành cho Lionel Messi. Trong cái bàn thắng vừa rồi thì anh em có thể thấy được là chỉ một tình huống phản công rất là nhanh thôi thì Lionel Messi đã có bàn thắng phối hợp cùng Bosco rồi. Đây là Butragueno, vẫn đang là Lionel Messi. Những pha tranh chấp 1-1 thì thường rất là thua thiệt dành cho Lionel Messi nè. Và vị trí ST này là một cái vị trí mà theo cá nhân cũng đánh giá vẫn không phù hợp lắm so với cái thể hình của Lionel Messi. Cầu thủ này sẽ mạnh hơn với cái vị trí là RW nè. Tiếp tục là một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Không có gì nguy hiểm rồi. Đây rồi, lại là tốc độ của Bosco. Butragueno. Lionel Messi đã chạy chỗ rồi. Tốc độ của Lionel Messi chạy chỗ rất là tốt nè. Tiếp tục là Lionel Messi. Lại không thành công rồi.
những pha đối mắt thì thường là Lionel Messi rất là thua thiệt trong cái phần thể hình này. Mình đang có một cái cảm giác là thật sự không phù hợp lắm cho cái vị trí ST với cái phiên bản này. Và với cái quả thẻ này thì anh em sẽ kéo về vị trí là CAM sẽ phù hợp hơn với cái khả năng kiến tạo cũng như là khả năng xử lý bóng của cầu thủ huyền thoại người Argentina này. Đây là Butragueno, vẫn đang là những pha xử lý của Butragueno. Đây là Hazi, cơ hội lại được tạo cho Lionel Messi, lại không thành công. Những tình huống không chiến coi như là bằng không với Lionel Messi này. Tiếp tục là Wijnaldum, cơ hội để rồi quét hốt. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 thôi, khá là mong manh. Đây là Ruud Gullit, anh bạn cũng đang triển khai rất là nhanh những cái miếng đánh của mình. Đây là Fellaini, lại không được rồi. Bóng lại tìm đến vị trí của Lionel Messi, Butragueno. Đấy rồi, tốc độ của Butragueno. Vẫn là những tình huống mở khoảng trống dành cho Lionel Messi. Đây rồi, Butragueno, Lionel Messi, cơ hội đây rồi. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm khá là đẹp mắt. Về khả năng dứt điểm thì chắc chắn là điểm mạnh của Lionel Messi rồi. Và tiếp tục là cú đúp bàn thắng trong hai trận đấu liên tiếp của Lionel Messi trong bài review ngày hôm nay. Nếu anh em là một người chơi thích cái lối đá bang bạc cũng như là chọc khe để chọn vị trí cũng như là chạy chỗ thì Lionel Messi khá là phù hợp. Còn nếu mà anh em có một cái lối đá bình thường giàu sức mạnh cho cái vị trí ST càng lướt và khả năng làm tường thì chắc chắn Lionel Messi không phải là một cầu thủ phù hợp anh em ạ. Và với cá nhân của mình đánh giá thì cầu thủ này rất là phù hợp vị trí tiền đạo cánh phải cũng như là vị trí CAM là tốt hơn. Còn vị trí ST này trong chế độ head to head thì chắc chắn phù hợp với cái băng ghế dự bị vào sân từ phút thứ 60 là khá là đẹp. Đó là cảm nhận của mình trong cái bài review Lionel Messi. Đó là những cảm nhận cũng như là những chia sẻ rất là công tâm của mình, chứ không phải là mình thần tượng Lionel Messi bắt buộc mình phải khen đâu. Có hay có dở, có mạnh có yếu như thế nào thì mình cũng chia sẻ rất là thật lòng với những cái cảm nhận của mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào luôn cái trận đấu cuối cùng là trong chế độ VTAC để xem ở chế độ này thì Lionel Messi sẽ thi đấu như thế nào ở trong vị trí ST nha. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều anh em đã nhận được Lionel Messi over 103 này rồi. Có rất là nhiều anh em hứng thú trong cái việc nhận free được huyền thoại người Argentina này. Đó cũng là một món quà khá là tuyệt vời của EA đã dành tặng cho tất cả những anh em cày chay. Một cầu thủ huyền thoại có over rất là cao cũng như là vị trí ST, một vị trí mà rất là đáng trải nghiệm trong cái thời điểm hiện tại. Bây giờ thì trận đấu VTAC chính thức được bắt đầu, đối thủ là câu lạc bộ Liverpool. Với cái đội hình cũng khá là đẹp mắt, tổng over 122. Bây giờ thì sẽ là cơ hội dành cho Butragueno, Lionel Messi. Những tình huống xử lý bóng khá là mượt và bàn thắng đầu tiên dành cho Lionel Messi. Đây là cơ hội tiếp theo dành cho M30. Đối đầu cùng Nick Bob đã có một tình huống đâm bóng thành công của Nick Bob. Đây là ECN, tình huống chuyền bóng như thế này không thật sự hiệu quả rồi. Bộ đôi ST của mình hiện tại khá là thấp bé nè. Lionel Messi là 1m7, còn Butragueno chỉ là 1m69 nữa. Bộ đôi ST rất là tí hon. Tiếp tục là cơ hội dành cho Butragueno. Vừa rồi là cú dứt điểm cũng khá là căng của Lionel Messi trong chế độ VTAC này. Và lại là Lionel Messi. Những cú dứt điểm của Lionel Messi trong chế độ này có vẻ rất là dễ dàng nè. Và trong chế độ VTAC này cũng là một chế độ rất là tuyệt vời dành cho những vị trí ST có các chỉ số dribbling cũng như là dứt điểm cao như là Lionel Messi. Cùng với đó là cái skill boost sẽ là finishing thì càng dễ dàng hơn cho cái khả năng dứt điểm của Lionel Messi ở chế độ này. Đây là Hazi, bên trong là Lionel Messi, liên tiếp là những cú dứt điểm thành bài. Và M30 rất là mạnh trong chế độ VTAC này, rất là dễ dàng nhìn thấy. Khả năng xử lý bóng và dứt điểm rất là ngọt, cũng như là cái khả năng phối hợp cùng đồng đội nữa. Tất cả khá là tuyệt vời trong chế độ VTAC này. Tiếp tục là Hazi, cách biệt khá là an toàn rồi, tới tặng 3 bàn thắng, rất là dễ. Lại là cú dứt điểm cực kỳ mạnh của Lionel Messi, bóng lại đập trúng góc chữ A, khá là đáng tiếc một cơ hội lại bị bỏ lỡ. Đây là ECN, không được rồi. Đây đã là những giây cuối cùng trong cái trận đấu VTAC lần này. Đây là Bosco, Butragueno, cú dứt điểm cuối cùng. Trận đấu cũng đã dừng lại rồi với cái tỷ số cuối cùng là 18 nữa. Và một chiến thắng khá là cách biệt. Và trong này thì có rất là nhiều bàn thắng dành cho Lionel Messi. Và rõ ràng là ở chế độ này không cần cái khả năng tranh chấp cũng như là cái khả năng càng lướt với những hậu vệ cao to thì Lionel Messi làm khá là tốt trong cái nhiệm vụ ghi bàn của mình. Với cái chế độ VTAC này thì mình chấm điểm Lionel Messi với số điểm 10/10 tuyệt đối đâu. Một cái sân chơi khá là hoàn hảo rồi và rất là phù hợp dành cho Lionel Messi với cái khả năng dứt điểm rất là cao. Còn trong chế độ head to head thì mình chấm điểm cầu thủ huyền thoại này với cái số điểm chỉ là 8/10 thôi. Đó là tất cả những cảm nhận và những cái chia sẻ của mình trong cái bài review Lionel Messi ngày hôm nay. Còn anh em khi xem được video này thì cảm nhận riêng như thế nào về cái phiên bản của M30? Anh em có đang sử dụng cầu thủ huyền thoại này hay là không? Anh em có thể chia sẻ cái cảm nhận riêng của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share video ủng hộ giúp mình. Khi ấn đăng ký kênh thì anh em ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất khi mình có những video up lên.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.